Chào mừng các em đến với bài học mới trên trang web olm.vn và trong bài học lần này chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài số 12, tích phân. Nội dung bài học gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần tích phân, phần thứ hai là tính chất cơ bản của tích phân và phần thứ ba chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số bài tập có yếu tố thực tiễn. Chúng ta đi vào phần đầu tiên. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại khái niệm tích phân cho hàm số fx liên tục và không âm trên đoạn từ a đến b giả sử rằng f lớn x là một nguyên hàm của fx trên đoạn từ a đến b thì chúng ta có tích phân lấy cận từ a đến b của hàm số fx được ký hiệu như ở trên màn hình và để tính được tích phân này thì chúng ta sẽ cần tìm nguyên hàm f lớn x của fx sau đó lấy giá trị của f lớn b trừ đi giá trị của f lớn a tiếp theo chúng ta sẽ đến với ý nghĩa hình học của tích phân với đồ thị hàm số y bằng fx liên tục và không âm ở trên đoạn từ a đến b thì tích phân lấy cận từ a đến b của fxdx dx sẽ là diện tích s của hình thang cong được giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx trục hoành và hai đường thẳng x bằng a x bằng b bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một số bài tập áp dụng công thức này dạng đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tính tích phân của hàm lũy thừa trước hết chúng ta cần công thức tính tích phân Công thức số 2 chúng ta cần ghi nhớ đó là công thức nguyên hàm của hàm lũy thừa. Với nguyên hàm của x mũ a dx thì sẽ bằng x mũ a cộng 1 trên a cộng 1 với a khác âm 1. Bài tập đầu tiên. Tích phân lấy cận từ 2 đến 3 của hàm x mũ 3 dx có giá trị bằng bao nhiêu? Nhìn vào công thức thì chúng ta biết trước hết chúng ta cần phải xác định nguyên hàm của hàm fx. Cụ thể hơn, chúng ta cần xác định nguyên hàm của hàm x mũ 3. Nguyên hàm của x mũ 3 sẽ là x mũ 4 trên 4 và chúng ta lấy hai cận từ 2 cho đến 3. Và áp dụng công thức chúng ta lấy f lớn 3 trừ đi f lớn 2 thì chúng ta sẽ được biểu thức ở trên màn hình. Tính toán như bình thường ta được kết quả là 65 phần 4. Như vậy đáp án ở câu 1 là đáp án A. Trang câu số 2. Câu số 2 yêu cầu chúng ta tính giá trị của tích phân lấy cận từ 1 đến 3, x mũ căn 3 dx. Trước hết thì chúng ta cũng cần phải xác định nguyên hàm của hàm số x mũ căn 3. Nguyên hàm của x mũ căn 3 sẽ là x mũ căn 3 cộng 1 trên căn 3 cộng 1 theo như công thức nguyên hàm của hàm lũy thừa. Và lấy cận chúng ta sẽ lấy cận từ 1 đến 3. Tiếp theo chúng ta lấy f lớn 3 trừ đi f lớn 1. Ta sẽ được kết quả là 3 mũ căn 3 cộng 1 trừ đi 1 trên căn 3 cộng 1. Và đây cũng là giá trị của tích phân mà chúng ta cần tìm. sang đến câu số 3 câu số 3 yêu cầu chúng ta tính tích phân lấy cận từ âm 2 cho đến 4 của hàm 1 trên x mũ 4 dx đến đây để tiện cho việc tính toán thì chúng ta sẽ đưa hàm 1 trên x mũ 4 về dưới dạng hàm lũy thường cụ thể hơn chúng ta sẽ đưa về hàm x mũ trừ 4 sau đó áp dụng công thức nguyên hàm của hàm lũy thường áp dụng công thức thì chúng ta thấy ngay nguyên hàm của hàm số này là x mũ âm 3 trên âm 3 và chúng ta cũng lấy cận từ trừ 2 đến 4. Tính toán như bình thường, chúng ta có kết quả là trừ 3 phần 64. Như vậy đáp án ở câu số 3 là đáp án B. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi giúp chúng ta luyện tập lại về tích phân của hàm Mỹ thường. Như vậy là chúng ta đã xong dạng đầu tiên. Trước khi sang dạng thứ hai thì thầy muốn chúng ta nhìn qua về trường hợp đặc biệt đó là khi a bằng trừ 1. Tức là ở đây chúng ta sẽ có hàm fx bằng 1 trên x. thành câu trắc nghiệm số 4, chúng ta cùng nhau tính tích phân của hàm 1 trên x với cận từ trừ e đến âm 1. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại công thức nguyên hàm của hàm số này. Nguyên hàm của hàm số 1 trên x dx sẽ bằng logarithm trị tuyệt đối của x áp dụng công thức chúng ta được tích phân cần tìm sẽ bằng logarit giá trị tuyệt đối của x lấy cận từ trừ e cho đến âm một thay số và tính toán chúng ta được biểu thức như ở trên màn hình logarit p trị tuyệt đối của âm một trừ đi logarit p trị tuyệt đối của trừ e và chúng ta được kết quả là không trừ đi một bằng âm một như vậy đáp án đúng của câu bốn là đáp án B như vậy là chúng ta đã nắm được cách tính tích phân của hàm số một trên x Bây giờ chúng ta sẽ đến với dạng số 2, tính tích phân của hàm số lượng giác. Trước hết thì chúng ta cần phải nhắc lại một số công thức nguyên hàm của hàm lượng giác quen thuộc. Ở trên màn hình là thầy đang chiếu hai nguyên hàm của hàm số sin x và hàm số cos x. Chúng ta đến với câu hỏi số 5. Giá trị của tích phân lấy cận từ 0 đến pi trên 2 của hàm sin x dx bằng bao nhiêu? Để tính giá trị tích phân của hàm số này thì chúng ta áp dụng công thức nguyên hàm Nguyên hàm của hàm sin x bằng trừ cốt x. Ta lấy cận từ 0 đến pi trên 2. Thay số và tính toán như bình thường, chúng ta sẽ được kết quả là 0 trừ đi âm 1 bằng 1. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án C. Xem câu số 6. Câu số 6 yêu cầu chúng ta tính giá trị tích phân của hàm số 1 trên sin bình x dx với cận từ pi trên 6 đến pi trên 4. Trước hết thì chúng ta cùng nhau nhắc lại công thức nguyên hàm của hàm lượng giác phù hợp ở trong phần này. Và như chúng ta đã biết thì nguyên hàm của hàm 1 trên sin bình x dx sẽ bằng trừ cotan x. Áp dụng công thức này chúng ta có ngay tích phân cần tính sẽ bằng trừ cotan x với cận lấy từ pi trên 6 đến pi trên 4. Đến đây tính toán bình thường mà thay số thì chúng ta được kết quả của tích phân này sẽ là âm 1 cộng với căn 3. Như vậy đáp án đúng ở trong câu này của chúng ta là đáp án C. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi kiểm tra lại về tích phân của hàm lượng giác ở trên trang web olm.vn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dạng số 3 là tích phân của hàm số mũ. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại công thức nguyên hàm của hàm số mũ. Nguyên hàm của hàm e mũ x bằng e mũ x. Nguyên hàm của hàm a mũ x sẽ bằng a mũ x trên logan e của a. Ở đây chúng ta cần điều kiện là a lớn hơn 0. Chúng ta đến với câu số 7. Câu số 7 yêu cầu chúng ta tính giá trị tích phân lấy cận từ 0 đến 1 của hàm e mũ x dx. Trước hết thì áp dụng công thức tính nguyên hàm thì chúng ta thấy ngay nguyên hàm của e mũ x vẫn là e mũ x. Ta lấy cận từ 0 đến 1 thế nên chúng ta sẽ lấy giá trị e mũ 1 trừ đi e mũ 0. Và ta được kết quả là e trừ 1. Như vậy đáp án đúng ở trong câu này của chúng ta là đáp án C. Câu câu hỏi số 8. Câu số 8 yêu cầu chúng ta tính giá trị tích phân của hàm số 2 mũ x dx để cận từ 0 đến 1. Áp dụng công thức tính nguyên hàm của hàm số mũ thì chúng ta thấy ngay, nguyên hàm của 2 mũ x sẽ là 2 mũ x trên p của 2. Lấy cận từ 0 đến 1. Thay số vào thì chúng ta được 2 mũ 1 trên loge của 2 trừ đi 2 mũ 0 trên loge của 2 và ta được kết quả là 1 trên log P của 2. Như vậy đáp án ở câu này là đáp án B. Như vậy là chúng ta đã đi qua dạng thứ ba tích phân của hàm số mũ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến phần tích phân. Những câu hỏi này sẽ giúp chúng ta nắm chắc phần lý thuyết và trong thực hành tính toán về tích phân. Câu trắc nghiệm đầu tiên. Giả sử f đơn x là một nguyên hàm của hàm số fx trên đoạn từ 0 đến 1. Đề bài cho biết tích phân cận từ 0 đến 1 của hàm fx dx bằng 5 và giá trị của f lớn 0 bằng 2. Đề bài yêu cầu chúng ta tính giá trị của f lớn 1. Chúng ta sẽ bắt đầu biến đổi từ đẳng thức, đó là tích phân lấy cận từ 0 đến 1 của fx bằng 5. Do f lớn x là một nguyên hàm của hàm số fx, thế nên tích phân lấy cận từ 0 đến 1 của hàm số fx sẽ bằng f lớn 1 trừ đi f lớn 0. Và với f lớn 0 bằng 2, thì chúng ta sẽ tính ngay F lớn 1 sẽ bằng 2 cộng 5, và ta được kết quả F1 bằng 7. Trang câu hỏi số 2, cho hàm số Y bằng Fx có đạo hàm liên tục trên đoạn từ âm 2 cho đến 3. Thỏa mãn, tích phân lấy cận từ âm 2 đến 3 của hàm số F'xdx bằng 8, và đề bài còn cho chúng ta biết F3 bằng 12, và đề bài yêu cầu chúng ta tính F của chữ 2. Tương tự bài đầu tiên thì chúng ta cũng cần phải bám vào đẳng thức. Tích phân lấy cận từ âm 2 đến 3 của f'x dx bằng 8. Do f'x là đạo hàm của f'x, nên chúng ta có thể thấy f'x chính là nguyên hàm của hàm f'x. Đến đây chúng ta thấy ngay, nguyên hàm của hàm số f'x chính là hàm f'x. Nên áp dụng công thức chúng ta được tích phân này sẽ bằng hàm f3 trừ đi f âm 2. Và thay f3 bằng 12 thì chúng ta tính được f của trừ 2 sẽ bằng 4. Như vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Sang đến câu hỏi số 3. Cho đẳng thức tích phân như ở trên màn hình. Và đẳng thức tích phân này đã biết kết quả, tuy nhiên lại chưa biết cận trên. Cận trên ở đây ký hiệu bằng chữ A và với A lớn hơn 1. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm giá trị của A thỏa mãn đẳng thức tích phân này. Để tìm được giá trị của A thì chúng ta cần phải biến đổi đẳng thức tích phân với 19 phần 24 bằng tích phân lấy cận từ 1 đến a của x bình phương dx. Với nguyên hàm của x bình phương bằng x mũ 3 trên 3 thì chúng ta sẽ được tích phân của hàm số này bằng a mũ 3 trên 3 trừ đi 1 phần 3. Như vậy là chúng ta cần phải giải phương trình ẩn a là a mũ 3 trên 3 trừ đi 1 phần 3 bằng 19 phần 24. Tính toán như bình thường ta có ngay a bằng 3 phần 2. Và đây cũng là câu hỏi cuối cùng ở trong phần này.